đúng 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 sai thời điểm rồi. Một rưỡi em. Ở nhà em có thuốc gì giấc mộng này? Có chị. Hả? Dạ có. Thuốc giấc mộng của em là cái loại gì em ha? Em xài cao mụn xăm đỏ. Cao mụn xăm đỏ ha? Dạ. Bà nó mì khô mụn. Biết có khô không chứ thấy viêm trời.
Hãy
Thank you.